À, giờ ông có thể nói một vài câu tiếng Pháp cho con nghe ông hay. Thì rồi thì in la nu sao dòng vu sao về đó là từ ngữ động từ là tiếng Pháp đó. Dạ, nó nghĩa là gì ông hay ha? Cái đó là tôi anh chị em và chúng ta nó vậy Dạ. đó. Ơi ơi, ngồi ở trong buồn quá rồi tôi đi lang thang rồi mới gặp được ông này. Mà Cả năm trời rồi mà giờ mới gặp lại ông hai. thiệt nó cả Ông uống nước mía kêu qua nha. Chị ơi cho hai hai ly nước mía gì ơi. À, đây thưa quý diễn giả, Trường đang có mặt tại xã Thành Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông hai. Tết rồi mới gặp được á. Ấy. Qua đây ông hai. Dạ, đi lại đây ông ơi. Trời ơi. Cả năm trời rồi mới gặp lại ông á. Trời ơi, tôi nhớ rõ ràng mà. Hả? Tôi đang ở trong nực quá trời, tôi mới đi lang thang vậy Ông nhớ con không? nè. Sao Ông trách cái gì trong người quá trời vậy ông ơi? thì tôi không có túi, tôi bỏ trong người tôi, có đụng chạm gì tới ai đâu mà. Thì con có nói ông đụng chạm gì tới con đâu. Nè, ông hai, ông quấn cây quá gì... Cái dưới này là dây chuối Tôi không có hả? đi tôi Rồi, sáng giờ ông đi đâu hả? tổng tôi nói nó thiệt, tôi nói nó cái nhà tình thương ấy, thay bằng gạch nó đực quá đi, tôi đi lang thang vậy chứ đâu biết đi đâu. Con thấy rồi, hồi nãy con ghé trong nhà ông rồi mà không có ông ở nhà, ông ngồi đây. Rồi ngồi ngồi. Ông sắm gì Tết chưa? Trời ơi, tôi nói nghe là có ngoài quỹ ban lo cho gạo hay có. Dạ, con thấy bao gạo để trước cửa đó. Thì đó, tôi nói thiệt mà, tôi nói thiệt mà. Ôi ôi nè, cái gì Gì? đây, nay có gì đây nữa? Thì có của tôi là tôi làm sao tôi làm Trời của tôi mà. Đó là... ơi, nay nhỉnh quá trời nè quý vị khán giả. Trời đất ơi. Biết sao không, cái này là hồi trước ông hai cũng có giải thích cho Trường rồi, là nghĩa là hồi trước ổng đeo vàng nhiều lắm, nhưng mà người ta nói vô nói ra ổng ghét á, ổng giục xuống sông hết trơn à. Rồi mỗi lần mà giục một cái nhẫn vàng là ông đeo vô một cái khuyên vậy nè Đúng rồi, đó, nó để thể hiện là một cái vậy là một nhẫn vàng của ông đó. thì tôi nói thiệt, đối với tôi thì vật chất nó không bằng tinh thần Dạ. đó. Rồi tôi nói là ngồi không ở trong tôi mới móc ra tôi đeo cho nó đỡ buồn. Dạ. Rồi ở trong không có gió rồi tôi đi lang thang thang vậy nè. Trời đất ơi, tôi nói thiệt, nó Ở hằng trong nhà, ở trong nhà kín quá không có gió hen. cái nhà tình thương xây bằng gạch ra. Trời đất ơi, tôi nói mới Kêu đi lang thang vậy. đây ông hai, mình hay gọi là ông hai xanh đó quý vị khán giả ha. Đúng rồi, Ông đúng năm rồi, nay là 84 tuổi không hai? đúng rồi, Dạ, đúng rồi. nhà ở Thành Ngãi. Thì ông hai hiện giờ là ông đang ở với lại một người em hay là người người cô gì đó ha, phải không ông hai? Không có, tôi nói là má tôi là bà thứ sáu chết, Dạ. và bà em má tôi bà thứ bảy cũng chết Dạ. đó. Bây giờ hiện tại giờ còn tôi với nhỏ em thứ tư, là nhỏ em thứ tư là Tư Cưỡng á. À, đang ở nhà chung nhà đó ha. Ở nhà đó Dạ. là cái nhà đó là quỹ ban thấy là cái hộ nghèo Dạ. mới xây lộ tôn cho Dạ. đó. Rồi hôm rồi đó ở ngoài quỹ ban cho gạo thấy hộ nghèo á, bởi vì cái nguồn lợi không có, bởi vì mộ mã không à, có 40 dừa ta, Dạ. ba cây dừa chùm, trời đất ơi đâu có giá trị Dạ. bao nhiêu. Tôi nói ơi, ngồi ở trong buồn quá rồi tôi đi lang thang rồi mới gặp được ông này. Mà Cả năm trời rồi mà giờ mới gặp lại ông hai. thiệt Ông uống nước mía ông kêu qua nha. Chị ơi cho hai hai ly nước mía gì ơi. tôi nói ngồi ở trong nó nực quá trời rồi tôi đi Dạ, cho hai ly nước mía đi. Hết hả? Hết nước mía rồi ông hai ơi. thôi thì đành chịu thôi, trời biết sao vậy. Ông xíu nữa con trích ra số tiền con lên con mua bánh kẹo Tết cho ông hai nha. Thì cái đó là
uống đá me không? Thì có rồi cho, trời ơi tôi nói thiệt ở trong mình nó... cho hai ly đá me đi. Biết gì không, tại vì hôm nay em mới dạ. đưa đem qua. Dạ, dạ. Ở trong mình tôi nói thì dạ. nhà tình thương xây bằng gạch ngồi nực quá trời rồi tôi mới đi vậy đó. Dạ. Lâu gặp mới là gặp được cái thầy, trời ơi tôi mừng, tôi nói thiệt bây giờ chỉ nói mừng thôi, giờ dạ. không nói từ ngữ nào cho xứng đáng hết trơn. Cả năm trời con cũng mới gặp lại ông Hai đó, nhớ ông Hai gần chết luôn. Ông Hai là ông Hai là có người em gái ở trên thành phố Bến Tre đúng không? Cái đó là nhỏ thứ sáu á. Nhỏ Út. Trời ơi, thằng Út, Út ư là con trai, nó ở huyện Vũng Liêm. Ủa vậy hả? Ờ. Dạ. Nhớ là tôi thứ hai nè. Dạ. Thứ ba không có, ô thứ ba là em tôi, là em tôi nó làm giáo sư nó dạy học ở Cần Thơ nè. Dạ. Nhỏ thứ tư là Tư Cưỡng đó. Dạ. Thứ năm không có, là thứ sáu là nhỏ em thứ sáu là con Tú á. Dạ. Đó. Rồi thứ bảy là Út ư rồi nó có nhiêu quá rồi. Dạ. Đây quý diễn giả hen, ông Hai là bị hồi trước là ông là rất là giỏi nha, học rất là giỏi, ông nói được tiếng Pháp luôn đó. Đúng rồi. Giờ ông có thể nói một vài câu tiếng Pháp cho con nghe ông Hai. Thì thì tôi in le nu sao dòng vu sao về đó là từ ngữ động từ là tiếng Pháp. Dạ. Nó nghĩa là gì ông Hai ha? Cái đó là tôi, anh, chị, em và chúng ta, nó vậy. Dạ. Đó, tiếng Pháp đó. Ví dụ như ông Hai muốn nói là hôm nay gặp lại thằng hôm nay gặp lại thằng cháu lâu ngày quá, tôi vui quá, thì nói sao ông Hai? Thì đối với tiếng Anh thì là today là hôm nay. Dạ. Lâu ngày là long time. Long time mà to meet gặp lại the friend là người bạn đó, gặp lại người bạn là today gặp lại hen, là get đó, là get ha. Dạ. Một người bạn là my friend. Đúng, đúng rồi. Ông Hài dữ quá, tiếng Anh như tiếng Pháp. Trời ơi tôi nói thiệt nha, nếu mà tôi không có giữ thì đương thời là tôi ở Cần Thơ là tôi làm việc cho cái ngành tư pháp. Dạ. Là nghe cái tỉnh trưởng, quận trưởng gì đó là mà tôi muốn vô ra, bởi vì tôi chức danh của tôi là thượng sĩ. Thượng sĩ. Dạ. Hồi trước ông là thượng sĩ hả? Chức danh thượng sĩ hả? Hàm thượng sĩ. Rồi tôi nói nghe là đến năm là cái bằng lên chuẩn quý hay là tôi nói thôi bây giờ cho tôi về sum họp với gia đình đi rồi còn mấy ông lo là sao đó là lo. Dạ. Đó, rồi cái cho tôi về tôi làm việc ở ngành tư pháp rõ ràng đó. Đây nè. Rồi cái cho gì à? Rồi xong ha. Hồi đó là ông Hai đó, quý diễn giả, ông Hai đi khiêng hòm cho người ta, xong rồi ông về ông bị giống như kiểu mà giờ gọi là đột quỵ vậy đó ông Hai. Thì đó là cái quyền mà bây giờ là tôi nói sự thật ha. Là cái bằng đầu óc suy nghĩ nhiều quá, cái đứt cái dây mạch máu. Đúng rồi, hồi đó nghe vậy. Ông khung lâm khung lưng lâu là nó cái lưng của ông nó bị ê. Dạ. Đó. Tôi suy nghĩ nhiều quá nó đứt cái mạch máu trong đầu óc. Dạ. Đó, thì đi khám bác sĩ nói ông này đâu có bệnh gì đâu lạ. Dạ. Ông đứt suy nghĩ đứt cái mạch máu vào trong não trong óc á thôi. Dạ. Đâu có gì đâu đó, thành ra hôm rồi đi khám đó rồi bác sĩ lắc đầu nói ông đâu có bệnh gì đâu, bình thường ha. Dạ. Mà ông Hai ông nhét đồ trong người vậy là có được không ông Hai? Trời đất ơi, đồ của tôi không có túi thì tôi nhét có nhầm gì tới ai đâu mà lo. Con sợ ông nực rồi bị nổi ngứa thôi chứ. Ôi nhầm. Đâu có nói gì ông Hai. Tôi ở dưới rồi tôi nói thiệt ha. Cái bằng nước lớn là tôi xuống rạch tôi tắm. Gì hả? Ở nhà cách xuống rạch có vài trăm thước à. Đó. Ông có biết lội không?
Sao không biết? Rồi, đất ơi. Coi chừng ông xuống rồi, ông thảy chân xuống là tiêu rồi nha. Tôi nói biết rồi mà. Dạ. Rồi, đất ơi. Quá trời đồ ông hai nhét trong người luôn á quý vị khán giả. Nhưng mà đồ của ông không có túi thì ông bỏ trong người thôi. Thì tôi bỏ, tôi nhét ở trong đây, nó ví dụ giờ nó cần cái ống à, tôi nói lấy ra, đó, tôi đó, tôi chỉ sử dụng, có lấy của người ta, người ta nói là trộm cắp của người ta. Đó. Dạ, mình có sẵn trong người luôn ha, cần cái gì là có cái đó. Đó, vậy. Cái đó là cái ống, còn mà giờ con cần cái bịch, có cái bịch không ông hai? Không có à. Có không? Tôi không có à. Rồi, ông có khẩu trang không? Trời đất ơi. Ai mà được xài cái đó chi mà tôi... Đây nè, con thấy ông có khẩu trang nè. Rồi cái đó. Này. Đó, thấy không? Ơi, cái này là của tôi ba, để ba cái đó, đó. Ba cái đó người ta mang rồi, ông bỏ đi chứ ông mang lại cái đó chết à. Chết đi, trời đất ơi. Thiệt á. Khẩu trang người ta mang rồi, ông mang lại là bệnh chết á. Không có đâu. Trong túi mà. Trời. Gì của ổng, có bà con gì không? Dạ không chị ơi. Gặp ổng hôm bữa. Đi đâu mà gặp đây? Gặp ổng hôm bữa rồi. Vô nhà của ổng rồi, bên nhà. Rồi. Dạ. Cái bằng lâu nhiều, quá nhiều tôi mới lập rồi là đi. 14 ngàn. À, quên em cái bàn ra kìa. Không à, thôi cầm đi. Không sao. Để à, gặp ổng hồi năm rồi mà giờ gặp lại ổng, ổng còn nhớ em á, hay chứ. Anh ở đâu? Em ở bên Mỹ Tho á. Dạ. Dạ. Em đi làm gì? Hả? Đi làm gì đây? Em đi làm. Đi ở bên Phú Sơn á, đi làm quay hoa, gì? Hoa hòe rồi vậy đó. À vậy hả? Quên em cái bàn, để đi giùm em nha. Khỏi đi. Khỏi đi. Để được rồi. Dạ. Uống chút xíu bây rồi. Tôi giờ xíu ông quay lại chỗ tiệm tạp hóa với con nha. Con mua cho ông mấy thứ đồ Tết nha. Bánh kẹo mít rồi cho đó. Ôi cái đó thì kêu bằng rộng lòng thì tốt vậy thôi. Không có nói, tôi nói gọn gì nhiêu vậy thôi. Dạ. Tôi nói ở trong giờ rồi nó nực quá trời. Tôi mới đi mà tình cờ tôi gặp ông rồi tôi mừng quá trời. Giờ chữ nói chữ mừng thôi. Giờ không biết nói gì cả. Dạ, con cũng mừng nữa. Hồi ông với con đi uống nước mía. Giờ cái tiệm nó dẹp rồi không hay? Thì tôi nói thiệt anh. Nếu mà tôi có nước mía là tôi đi ngoài chợ rồi. Dạ. Trời ơi, đi vòng ngoài không có trong đất gì hết trơn em. Thế vậy? Kỳ hen, hồi trước bán tiệm nước mía bán ngon thấy ghê á. Lậu vô đây cũng không có rồi đó, rồi giờ uống nước này cho nó đỡ khổ. Trên nó đóng, nó nóng, nó nực, trời ơi. Ở trong nhà bộ nực dữ lắm không ngài? Rồi cái nhà xây bằng gạch, nhà tình thương do chính quyền địa phương thấy hộ nghèo đó. Dạ. Rồi xây bằng gạch, tôi nói thiệt là nó nực quá trời đi đó. Ông ở đây mà cũng không có miếng gió nữa. Dạ. Nói thiệt đó. Rồi mới tình cờ đi lên đây, đi lang thang lại mới gặp được. Tôi nói tôi mừng thôi thôi. Nói gọn nhiêu đó thôi. Chứ nói chỉ vài dòng lột cầu mất công. Mất công người ta không hiểu không hay ha? Thì mình, trước tiên là mình dễ hiểu rồi, mình rồi xong rồi. Mà ông hai gặp lại con vui không? Đó, không vui, mình trời đất ơi. Người cố nhân mà gặp lại vui chứ ông hai em? Tôi nói chữ vui là cái mừng niềm vui. Kể là nam giới gặp nhau thì bắt tay. Dạ, còn nữ giới? Nữ giới thì gặp nhau ôm cái rồi. Vậy cũng như là cái phương cách lịch sự á, nó vậy đó. Dạ. Hồi trước là ông hai có vợ con gì không hai? Trời ơi, tôi làm ở ngành tư pháp đâu có cái vụ đó. À. Về đây cái mới là thấy đơn coi lẻ bóng cái ta mới kêu gả cho tôi rồi là bà tiếp đó. Dạ. Rồi cái rồi
mình lớn rồi giờ không có làm gì thôi, ai về nhà nấy đó. Tôi về nhà tôi ở trong này rồi, còn ở ngoài thì nó là vật liệu không có, rồi điều trị thú y cũng không có ai điều trị hết, rồi nó qua bên thị xã Bến Tre nó ở rồi. Là cô đó đó hả? Ờ, là bên vợ tôi á, nói chung á. Dạ. Ủa vậy là ông ai có con không? Không có. Hả? Tụi nó không có. Trời đất ơi. Không vợ con gì hết trơn ha. Bây giờ thì hiện tại giờ là đơn côi lẻ bóng giờ rồi, mà ở trong nực quá rồi là cái bọn đi lang thang như thế. Ông hai uống đi. Giờ giờ ông hai có muốn kiếm bà nào cho vui không? Vui cho vui không? Chi nữa, mình lớn tuổi rồi đâu có ông hai, kiếm ông, làm gì? Trời ơi, mới 80 mà lớn gì cũng biết nữa à. Thôi, tôi nói là bây giờ trước tiên á, tôi nói thiệt ngoài quỹ ban cho gạo là đem cái phiếu vô là xách cái phiếu ra là tôi rảnh. Đó. Yeah. Nước nôi trong nhà hết tôi xách. Vừa cái tới tháng là ta bẻ lại ta dịp vừa thì tôi gom lại rồi tôi giao cho con cháu tôi là quà đó, nó chắc ra bên đò nó bán rồi xong. À, ông có người cháu ở gần đó mà. Đâu có ai đâu, có quà không chứ đâu có. Dạ. Còn quà là tôi thứ hai, còn mẹ quà thứ tư. Dạ. Thành ra nó là cháu tôi cái bằng nó ở sát bên đó, tôi chính quyền địa phương mới thương xây cái nhà tình thương cho tôi ở. Dạ. Rồi, rồi cái đó là cái phần vuông mộ rồi đó, chỉ có 6 cái dừa ta, 3 cái dừa chùm, 2 dừa chim. Dạ. Mà nó là cái bằng nó lão quá rồi. nó già bằng ông hai chưa? Trời ơi, nó cao ngất mình ngó rồi, muốn gãy cổ luôn. Đó. Bởi vì cái đó là lâu quá rồi, nó bây giờ nó còn đó. Dạ. Thành ra giờ trước tiên là cái tàu dừa lụng tôi gom vô làm củi chậm nữa. Thôi còn cái nguồn lợi, trời ơi, đâu có, chỉ có dừa ta, dừa khô là người ta mới mua, còn dừa chim, dừa chùm đâu có ai mua đâu. Dạ. Thật ra, trời đất ơi, tôi nói, nó khổ gì đâu. Sáng ông hai đi một vòng vậy cho mát vậy ha. Trời ơi, tôi nói thiệt á, ở trong cái nhà tình thương xây bằng gạch đó, tôi nói nghe là gió nó vô không được, tôi ngồi tôi chịu không nổi. Tôi mới đi lang thang tình cờ mới là gặp lại được người bạn cũ. lâu lắm rồi ha. Nó mới ngồi đây tâm sự nãy giờ nói chuyện rồi tôi nói thật. Nhưng mà con hỏi ông hai này, ông hai có nhiều bạn không? Đâu có. Hả? Bạn bè ông nhiều không? Không có. Vậy hả? Có khi nào mà đi dọc đường vậy rồi ông gặp bạn bè giống như kiểu mà nãy giờ ông gặp con không? Rồi đây, tôi nói nghe là cái bằng ở đây là hên lắm mà. Tôi ở trong á, trời đất ơi, tôi nói nghe là tôi nó nực quá tôi mới đi. Ừ. Rồi đi rồi tình cờ mới gặp lại được đây chứ ai có biết người cái bằng thân mến lâu ngày mới gặp lại đâu. Dạ. Đâu có biết. Thành ra quá trời lâu mà ông hai còn nhớ con cũng vui quá. Thiệt, tôi nói thiệt. Đây, cái này mình không có dám hỏi ông hai trong người có gì, tại vì đồ của ông hai bỏ trong người á, mình không có. Thì ơi, thì cái đó là tôi nói thiệt là tôi không có túi, tôi đồ là đạc của tôi nhét đó. Dạ. Đã, cái lấy cần tôi móc ra tôi xài.
ông... Để, người ta nói là lấy của người ta này kia cái nọ đủ thứ thế chuyện. Ông hai cho con coi vài món trong người được không? Trời đất ơi, đâu có cái gì đâu có giá trị đâu mà coi. Ông hút đồ được không ha? Thì tôi chuẩn bị sẵn cái đó nè, vậy là hả, cái cần đó thì tôi móc ra rồi để người ta là lấy của người ta, nó mất công lắm. Thôi chắc giờ con với ông đi lại tiệm tạp hóa đằng này một xíu ông hai, mua cho ông mấy thứ đi ha, để cho ông ăn Tết cho chứ. Đi thôi, ông để uống mấy nước cái đã. Dạ ông uống nước đi, khát nước chết mẹ rồi mới đi gặp được thầy ở đời đó, tôi mừng hết biết luôn. Ở trong tôi nói thiệt là nhà tình thương xây bằng gạch không có miếng gió vô được. Bởi vậy mấy ông nó xây dở, không có chừa gió vô trên. Tôi nói tôi mới lội đi lang thang rồi cái gặp lại được, mừng quá trời. Dạ rồi, đây quý vị khán giả, đây bữa nay từng đi công chuyện ở đây á, gặp lại ông hai, ông gọi là ông hai xanh, rất là vui. Đây cũng đâu mấy tháng, gần cả năm trời rồi giờ mới gặp lại ông hai đó. Thì thấy ổng cũng còn khỏe, còn nhớ tới trường, rất là vui. Thì giờ chắc là trường với lại hai ông con mình lại tìm tạp hóa đằng kia mua trong mấy thứ để ông đón Tết ha. Trường xin kết thúc video này ở đây, để xíu nữa đi lại đằng kia trường quay tiếp cho quý vị khán giả xem ha. Tạm biệt quý vị khán giả.